Jean-Paul Gaultier, Claire Dumais, Discret Royal, Porsche and Black, Land of the Loom, 2011, Dior Homme Intense, 2011, Jean-Paul Gaultier, Superman, Lanvin Avantgarde, Van Cleef, Midnight in Paris, Joan Balabatos, Dark Rebel, Le Instant, The Kirkland, Poor Home. Đó chỉ là một trong rất nhiều trà nước hoa đã ngừng sản xuất hoặc là hàng vintage mà hiện nay mình đang sở hữu. Và trong cái video ngày hôm nay, mình sẽ chia sẻ đến với các anh em những cái ưu điểm và những cái nhược điểm, những cái lợi và những cái hại khi mà các anh em đang có ý định săn đồ vintage hay còn gọi là đồ cổ. Đó, thì đấy là cái chủ đề của video ngày hôm nay. Còn bây giờ anh em mình, let's go! Ok, trước khi chia sẻ những cái ưu điểm và nhược điểm, nếu như các anh em có định mua hàng vintage thì chúng ta cùng tìm hiểu khái niệm vintage nó là như thế nào. Đồ hoa vintage đối với mình đó là những lô batch đầu tiên khi sản phẩm được ra mắt. Và cái quan trọng nhất là sau một vài đợt reform mùi thì mùi hương hiện tại của nó đã bị thay đổi kha khá so với thời điểm đầu. Thì lúc đấy những cái lô batch đầu tiên mới được coi là giá trị, mới được coi là hàng vintage cổ hiếm. Chứ còn nếu như mà sản phẩm từ lúc ra mắt cho đến thời điểm hiện tại mà không có quá nhiều sự thay đổi thì gần như mình không cho rằng đấy là nó có giá trị. Điểm đầu tiên đó là chắc chắn rồi, chúng ta sẽ được sở hữu những cái phiên bản mùi hương mang theo cái tinh thần gốc của nhà sản xuất. Ví dụ như Land of the Loom, dịch tạm sang tiếng Việt đó là người đàn ông của bóng đêm, thì khi mà chúng ta có một cái dịp nào đấy chúng ta thưởng thức những cái best đời đầu thì chúng ta sẽ cảm thấy rất là rõ cái vị cay nồng của bạch đậu khấu, vị thơm ngọt ngào của oải hương, nó mix rất là đẹp. Ví dụ như là bản này chẳng hạn, bản Land of the Loom 2011 này của mình, thì anh em sẽ khi mà chúng ta ngửi, chúng ta sẽ cảm thấy nó rất là phù hợp để sử dụng trong những cái dịp buổi tối. Nhưng hiện tại thì chai nước hoa này nó bị reform rất là nhiều và những cái tông mùi của nó đã bị nhạt hơn rất là nhiều. Đó, thì nếu như các anh em có may mắn sở hữu một cái chai vintage mà đúng gu mùi của các anh em thì chúng ta đương nhiên là sẽ sở hữu được những cái tinh thần mùi hương giống với lúc ban đầu nhất. Đó, thì đấy là một cái ưu điểm khi mà chúng ta mua được hàng vintage. Cái ưu điểm thứ hai đó là so với những cái tốc độ reform ngày càng nhiều, ngày càng nhanh, bất kể là niche hay indie, thì thực sự là việc sở hữu một cái chai đời cổ nó là một cái gì đấy rất là phê. Nhất là với những anh em nào mà gọi là chơi sâu ấy, thì chúng ta được sở hữu những cái chai nước hoa đời cổ, đồ cổ, thì chúng ta là cảm thấy thực sự là nó rất là phê. Thật, nó giống một cái cảm giác chỉ cần mở nắp ra thôi, không cần xịt, chỉ cần mở nắp ra chúng ta đã cảm thấy nó rất là bắp về mặt tinh thần. Đó, thì như mình đã nói, hiện nay cái tốc độ reform mùi hương đến từ các nhà nước hoa designer, các nhà nước hoa niche hay là indie đều không tránh được. Mình cảm thấy rằng tốc độ bây giờ 3-4 năm là có khi còn ít. Bây giờ nhiều khi có khi như có những chai có khi còn nhanh hơn. Thì điều đó đồng nghĩa rằng khi mà chúng ta thích một cái mùi nào đấy mà chúng ta ngãng ra thì khoảng vài năm chúng ta xài hết và lúc đây chúng ta quay lại mua thì rất có khả năng là chúng ta đã bị mất đi những cái loạt đời đầu mùi hương ngon, và bây giờ mùi hương cảm giác nó nhạt đi. Đó, thì đấy cũng là một cái ưu điểm khi mà chúng ta sở hữu đồ vintage, có nghĩa là chúng ta sẽ vẫn có được những cái mùi hương ngon và theo đúng như ý mình. Bởi vì so với tốc độ reform hiện nay thì nếu như mà chần chừ chúng ta sẽ rất là dễ bị là thất vọng khi mua lại chai mới, vì mùi hương nó đã bị thay đổi. Đó, thì đấy là hai cái ưu điểm mà cá nhân mình thấy rằng khi mà chúng ta sở hữu hàng vintage. Đầu tiên đó là chúng ta sẽ có được những cái mùi hương theo đúng như cái tinh thần lúc ban đầu của nhà sản xuất. Và cái thứ hai đó là so với xu hướng reform ngày càng nhiều, ngày càng nhanh và càng nhiều, thì chúng ta sẽ vẫn sở hữu được những cái mùi hương nó cảm thấy là nó rất là phê. Đó, điều đầu tiên chắc chắn rồi đó là mức giá mà chúng ta phải bỏ ra để sở hữu nó có thể gọi rằng khá là cắt cổ.
Bởi vì khi mà chúng ta đã mua những cái hàng này, điều đó đồng nghĩa là chúng ta đang đi mua đồ cổ, chứ chúng ta không phải là đi mua nước hoa nữa. Thì ví dụ như một cái chai bình thường ngày xưa chỉ có khoảng 2 triệu, và bây giờ cái việc mà chúng ta phải bỏ ra 4 triệu, 5 triệu hoặc hơn như thế là cái điều chắc chắn chúng ta sẽ phải chuẩn bị tinh thần từ trước đó. Rất là nhiều các anh em khi mà hỏi, ví dụ anh có chai này đời cũ không, anh có chiếc này đời cũ không, và khi mà nhận được cái báo giá thì mình nghĩ rằng là giật cả mình lên, và bởi vì mình biết là các bạn này mặc định nghĩ rằng là cái giá của nó chỉ giống như kiểu nó chỉ nhỉnh hơn một tí so với mức giá mặt bằng chung, nhưng không phải. Khi mà chúng ta đã mua hàng vintage, điều đó đồng nghĩa rằng chúng ta đang đi mua đồ cổ, và cái việc giá của người bán, người ta đưa ra như thế nào thì các anh em phải chấp nhận, hoặc là mua hoặc là không mua, thế thôi. Còn thì không bao giờ có cái chuyện mà chúng ta mua rẻ hàng vintage, rất là hiếm đó. Và cái thứ hai là một cái cực kỳ là nguy hiểm, đó là chất lượng dui có bị ảnh hưởng hay không. Phải nói rằng là cái vấn đề này thậm chí đôi khi có, kể cả là những người bán ấy, họ cũng không lường được là cái mức độ dui nó có bị ảnh hưởng hay không. Về cái vấn đề bảo quản nước hoa, mình luôn rất là kỹ tính. Ví dụ như ở đây các anh em có thể thấy là hiện nay mình để rất là ít chai, và thậm chí là chỉ khi nào quay mình mới đưa lên thôi, chứ mình hoặc là như ngày xưa ấy, mặc dù là nhìn trên kệ nó rất là nhiều, nhưng đa phần đều là những cái chai vô thưởng vô phạt. Còn những cái chai nào mà ngon, đồ hiếm, đồ quý thì mình để kín vào trong tủ, và trong một cái nền nhiệt độ rất là ổn định, không quá nóng và cũng không quá ẩm như nào. Có nghĩa là mình luôn luôn cố gắng để một cái môi trường ổn định cho cái dui của mình. Còn ví dụ như khi một seller bình thường bán cho các anh em một cái chai vintage nào đấy, thì mà nếu như đấy không phải là một người chơi mà có thể họ lấy được cái nguồn hàng ở đâu đấy, họ mang về họ bán, thì điều đó đồng nghĩa rằng bản thân họ cũng không biết là cái chai đấy nó có bị hư dui hay không, nó có bị ảnh hưởng gì hay không, nó có cái vấn đề gì hay không, không ai biết cả. Mà khi mà chúng ta mua về chúng ta mới ôi giời ơi sao anh ơi sao lại thế này, ôi giời ơi anh ơi sao lại thế kia, thì cái đấy thực sự đấy là một cái mối tiềm tàng nguy hiểm rất là lớn. Bởi vì như mình đã nói, việc bỏ mua cái hàng vintage là đã rất là tốn kém rồi, mà mua về không may nó bị làm sao thì thực sự lúc đấy là rất là khó nói chuyện với nhau. Bởi vì cái hư dui ở đây anh em cứ nghĩ rằng là mùi hương bị biến đổi hoàn toàn, không phải. Hư dui ở đây là nó chỉ bị mất một như cái quan điểm của mình ấy, là nó chỉ bị mất một cái nốt mùi nào đấy, còn về tổng thể nó sẽ vẫn là như thế, trừ khi những chai nó hư quá là nặng rồi, nó giống như kiểu các ông để nắng để mưa nó gọi là nó tàn phá rồi thì không có làm gì. Còn để bình thường khi bắt đầu nó có cái hiện tượng hư dui thì bắt đầu là nó mất nốt, hoặc là cái mùi cảm giác bắt đầu nó là khác đi rồi, chứ nó không thể nào mà nếu như mà để gọi là vứt ra ngoài đường, vứt ra ngoài vỉa hè để nắng mưa thì cái đấy thì mình không tính đó. Thì đấy là một cái rất là nguy hiểm khi mà chúng ta mua hàng vintage, và đặc biệt là bản thân người bán cũng không lường trước được có vấn đề gì đối với hàng của mình. Và cái thứ ba đó là không phải tất cả những chai reform nào nó cũng là tệ. Thực sự là rất nhiều các anh em luôn luôn nghĩ rằng là cái chai vintage là cái chai mùi hương ngon nhất, còn lại về sau reform là nó đã bị kém đi rất là nhiều. Điều này không phải là sai, nhưng bảo là đúng hoàn toàn thì không phải. Cá nhân mình ví dụ như thế, mình đang sở hữu Dior Mien Chen 2011, Dior Mien Chen 2015 này. Thì nói thật là mình không thích bản 2011 một chảo nào. Mặc dù nó là cụ cổ hơn nhưng mình không thích. Nhưng mình lại thích 2015 hơn, bởi vì với cái gu mùi của mình cảm thấy như thế là đủ. Hoặc như Armoire Reflection cũng thế. Mình đang sở hữu một chai nó đâu khoảng tầm 2018 hoặc 2017. Mà bản thì cũng chỉ là bản nắp nam châm thôi. Nhưng nói thật là nếu như mình được có cơ hội để mua cái bản cũ hơn thì cũng chưa chắc mình đã mua. Bởi vì với mình hiện tại, mình cảm thấy Armoire Reflection bản này đã là đủ đối với mình. Còn bản cũ có khi đậm hơn, nhưng đậm hơn chưa chắc mình đã thích. Cho nên là cái câu chuyện ở đây, chúng ta đừng nghĩ rằng là những chai càng cổ thì mùi nó sẽ càng đúng gu với các anh em.
thì là không phải. Nó tùy từng chai thôi, còn không phải những tất cả mọi chai đều như thế. Cho nên là các anh em cũng phải nên cân nhắc, cũng phải nên tìm hiểu xem biết cái gu mùi của mình là đến đâu, rồi sau đó chúng ta quyết là bằng mọi giá hay là như thế nào đó. Chứ không phải là cứ nghe thấy vintage là chúng ta bắn hết đỏ lòng ra, vung hết tiền ra để mua về, thì đấy là điều nói chung là hơi phí phạm đó. Tổng quát lại ba nhược điểm khi mà chúng ta quyết định mua hàng vintage: đầu tiên, giá đắt đỏ; cái thứ hai, dui có phần trăm bị vấn đề; và cái thứ ba, không phải tất cả những chai bị reform là mùi hương tệ đó. Câu kết cuối cùng của mình đó là nếu như các anh em là một hệ người chơi nước hoa nhé, một dạng kiểu hệ sưu tầm đấy, thì nói thật chơi đồ vintage bao giờ cũng sướng, kể cả mình thế. Bây giờ nói chung là mình có xu hướng mình thích săn tìm những chai vintage đó. Tuy nhiên thì đổi lại chúng ta sẽ phải có những cái kỹ năng và kiến thức nhỉnh hơn so với mặt bằng chung các anh em một chút xíu, để mà chúng ta hạn chế được những cái sai số. Bởi vì khi mà chúng ta mua những cái đồ này, số tiền bỏ chúng ta bỏ ra nó sẽ đắt rất là nhiều, thậm chí nhiều khi còn ngang ngửa với những chai nước hoa niche hoặc indie. Thế nên chúng ta sẽ cần phải có những cái nó tìm hiểu nó kỹ hơn đó. Còn với các anh em newbie, mình khuyên thật các anh em, nếu như mà không tìm được thì chúng ta cũng cứ hài lòng xài những chai batch mới. Bởi vì nước hoa nó mang tính gọi là ảnh hưởng tâm lý rất là nhiều theo một số đông. Ví dụ khi mà anh em thấy rằng mọi người nói ơi chai này vintage đời đầu rất là ngon, thì chúng ta mặc định là chúng ta sẽ tin là như thế. Tất nhiên mình không nói là tất cả những chai, nhưng mình đang nói về mặt cơ bản là như vậy. Cho nên đối với anh em mới thì mình cũng không phản đối cái việc anh em săn tìm hàng vintage. Tuy nhiên nếu như mà không được thì chúng ta cũng cứ hài lòng với hàng mới, cũng không sao cả, không vấn đề gì cả. Khi mà anh em xịt được khen là thơm thì đấy là đủ, không có vấn đề gì cả đó. Thì đấy là cái câu kết luận của mình về chủ đề của video ngày hôm nay. Rất hy vọng các anh em cảm thấy video này, hãy like và share, và chúng ta sẽ gặp lại trong những video tiếp theo. Ok, bye bye.